2 mọi người. Chiều nay tự dưng bị thèm rong nho đó mọi người. Lật đật đặt nhanh để tối làm ăn nè mọi người. Cái này thì mình mua trên Shopee nha. Mình chuẩn bị xong cái tô nước để mình ngâm rong nho nha mọi người. Hai túi này khá nhỏ nên mình sẽ ngâm luôn 2 túi một lần. Sẽ ngâm trong cái tô nước tầm 2 phút nha. Sau 2 phút khi rong nho nở ra rồi, bắt đầu mình sẽ thay nước và rửa lại thêm một lần nữa. Để ăn giòn hơn thì mọi người nên cho thêm nước đá rồi nha mọi người. Thì bình thường rong nho rất là mặn nên mọi người chịu khó rửa qua 2-3 lần nha. Khi cho nước đá vào mình ngâm thêm tầm 5 phút nữa, bắt đầu mình sẽ vớt ra rồi mình ăn thôi nha mọi người. Kim thì ăn rất là nhiều lần rồi nên cũng thấy rất là bình thường luôn. Ngày xưa mình sợ cái mùi tanh đó mình ăn không có được. Từ khi mình mua cái chai sốt mè rang để ăn với rong nho này mọi người, ăn xong bị ghiền đó mọi người ơi. Rong nho thì rất là giòn, còn cái mùi mè thì cực kỳ thơm luôn. Phải nói hai em này khi kết hợp lại ăn cực kỳ ngon luôn đó mọi người. Ngày xưa không biết ăn không nên rất là tanh. Bây giờ có chai mè rồi, mỗi lần ăn nó là ăn một mình là một dĩa như thế này mọi người. Mình đã ăn sạch cái dĩa này trong vòng chưa đầy 5 phút, vừa thơm vừa ngon vừa giòn vừa bổ nữa.